Xin chào thầy và các bạn. Em tên là Lê Huỳnh Phương Thảo, đại diện cho nhóm 1 IH46 của bệnh viện trường, trình bày về chủ đề nhất gái một con, có phải những phụ nữ sau sinh đều là camera hay không? Để trả lời cho vấn đề này, chúng ta có hai câu hỏi cần được đặt ra. Có phải phụ nữ sau sinh đều là camera hay không và so sánh ưu điểm nhược điểm giữa phụ nữ có con với phụ nữ chưa có con? Đối với câu hỏi đầu tiên thì trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta cần tìm hiểu một số thuật ngữ như sau. Camera là gì? Là từ hận hoại Thi Lạp Chimera là một sinh vật thở ra lửa, thường được miêu tả như sự kết hợp giữa sư tử, dê và rắn và có liên quan đến những quái vật như siberus Tuy nhiên, thuật ngữ này hiện nay được sử dụng để mô tả bất kỳ loại sinh vật nào là sự lai tạo của nhiều loài động vật, thường bao gồm các bộ phận hoàn toàn khác nhau. Hiện tượng chimera là hiện tượng một cá thể mang hai hoặc nhiều hơn các dòng tế bào di truyền khác biệt về bộ gen, phideokimerism. Các tế bào từ em bé vẫn còn tồn tại trong cơ thể người mẹ được tìm thấy từ các nghiên cứu vào cuối thế kỷ 19 bởi một nhà khoa học người Đức tên là George Moore. Hiện tượng này được đặt tên là Phytochimerism. Các ví dụ về Phytochimerism. Gần đây, một nhóm các nhà nghiên cứu bệnh học tại Trung tâm Y tế Đại học Leiden ở Hà Lan đã thực hiện một thí nghiệm như sau. Họ đã thu hập mô từ 26 phụ nữ đã chết trong hoặc ngay sau khi mang thai. Tất cả bọn họ đều mang thai con trai các nhà nghiên cứu bệnh học sau đó nhuộm các mẫu để kiểm tra nhiễm sắc thể y. Về cơ bản, các nhà khoa học đang tìm kiếm các tế bào nam trong cơ thể phụ nữ. Kết quả của cuộc nghiên cứu ngoài sức mong đợi, các báo cáo thu thập được cho thấy rằng các nhà nghiên cứu đã tìm thấy các tế bào có nhiễm sắc thể y trong mỗi mẫu mô và họ kiểm tra. Những tế bào nam này không phổ biến, chiếm tỷ lệ 1 trên 1 000 Tuy tỷ lệ khá thấp nhưng các tế bào nam này có mặt trong mọi cơ quan mà các nhà khoa học nghiên cứu, não, tim, thận và các cơ quan khác. Thêm một ví dụ khác, trong một nghiên cứu năm 2012, tiến sĩ Nelson, một chuyên gia về macrochimerism tại Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Fred Hutchinson ở Seattle và các đồng nghiệp đã kiểm tra não của 59 phụ nữ lớn tuổi đã chết và tìm thấy nhiễm sắc thể Y ở 63% trong số họ. Nhiều nghiên cứu về phytochimerism tập trung vào các tế bào do con trai để lại bởi vì chúng dễ phân biệt hơn các tế bào của mẹ. Như vậy, từ kết quả của các cuộc nghiên cứu trên, ta có thể kết luận rằng các phụ nữ sau khi mang thai đều là camera Theo tiến sĩ Jay Lee Nelson của Đại học Washington, các tế bào thai nhi thực sự có khả năng trở thành các loại tế bào khác trong cơ thể người mẹ. Các tế bào đã được tìm thấy trong gan như các tế bào gan hoạt động, như các tế bào cơ tim trong tim và thậm chí đã vượt qua hàng rào máu não để trở thành tế bào thần kinh trong não. So sánh giữa phụ nữ có con và chưa có con, thì nhờ vào việc có con và hiện tượng camerism, có nhiều sự thay đổi ở người phụ nữ đã xảy ra một xét về dna trong cơ thể người phụ nữ đã có con ta nhận thấy sau khi hành camera mẹ có cả dna của mẹ và con trong cơ thể các nghiên cứu về ảnh hưởng của dna của con trong cơ thể mẹ còn nhiều tranh cãi tuy nhiên đều đồng tình rằng khả năng lành vết thương lành sẹo của người mẹ tốt hơn người phụ nữ chưa có con hai lành vết thương lành sẹo tốt hơn theo tiến sĩ Nelson, các tế bào đã được tìm thấy trong mô sẹo, đặc biệt là những vết sẹo do sinh mổ để lại, giúp tạo collagen để chữa lành. 3. Giảm tỷ lệ mắc ung thư vú Tiến sĩ Hilary Camille, cũng thuộc Đại học Washington, khẳng định rằng có nhiều nghiên cứu cho thấy các tế bào của em bé có thể giúp xác định và loại bỏ các tế bào ung thư vú, hỗ trợ hệ thống miễn dịch của người mẹ trước khi các tế bào trở nên thật sự nguy hiểm. 4. Ngực nhỏ hơn sau khi qua thời gian như con bú Sau khi ngừng như con bú, có thể có kích thước ngực nhỏ hơn trước, Lý giải cho điều này là các tuyến sữa trong vú sau khi qua thời kỳ chứa sữa khi hai kỳ tiến triển sẽ co lại và biến mất, dẫn đến ngực nhỏ hơn. 5. Xương chậu rộng hơn Cùng với dạ dày và lòng ngực, xương chậu cũng phải mở rộng để phù hợp với chuyển dạ vì thế phụ nữ sau xanh có thể có hông rộng hơn trước. Về nhược điểm, thì một số nhược điểm của phụ nữ sau xanh là một Tóc rụng nhiều hơn một số phụ nữ sau xanh rụng tóc nhiều hơn sau vài hánh xanh con. Đây là kết quả do nồng độ hormone estrogen giảm hai quần vú tối hơn đây cũng là kết quả thay đổi hormone khi mang thai ba có nhiều nếp rạn da rạng da thường xuất hiện ở bụng mông ngực hông đùi và cánh tay lý giải cho nguyên nhân này là do sự tăng cân quá nhanh do di truyền do độ tuổi mang thai da khô và thiếu dưỡng chất khi mang thai phần trình bày của em đến đây là hết cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe